Tứ tưởng tư duy đó chị, hay là cái tấm bản đồ như này. Môn bóng đá là cái môn mà được rót tiền vào rất nhiều, và đó là môn đồng đội. Em hay mượn bộ môn này để nói về cái việc mà chúng ta mở một cái quán. Anh chị không cần phải đá bóng giỏi, nhưng mà anh chị cũng cần phải hiểu rằng là gì ạ? Cái người mà ghi bàn đó anh chị thì được gọi là cầu thủ gì? Tiền đạo, đồng ý không? Thì chúng ta hay gọi đây là đội ngũ sale đó anh chị. Nhiệm vụ là chỉ gì ạ? Order, tính tiền, tính bill, bán hàng. Tức là tới đó chỉ việc bán thôi. Theo anh chị là mình mở quán mình cần có làm việc này không ạ? Và để mà có khách hàng về đây đó anh chị thì cũng cần có hai đồng chí này, được gọi là đồng chí marketing. Tức là đồng chí này sẽ đưa bóng về đây. Tức là chúng ta làm cái hoạt động là chăm sóc tâm trí người dùng, nhắn tin này, tương tác này, chạy quảng cáo này, phát tờ rơi này, rất nhiều thứ để mà khách hàng biết đến chúng ta. Và khi mà khách hàng đến thì mới có cơ hội đến đây để mua. Tức là đầu tiên là chúng ta truy ngược lại một cái tiến trình để khách hàng biết đến chúng ta. Cái này mới là cái quan trọng đấy anh chị. Để mình tung cái sản phẩm ra một cái đó anh chị, là người ta có thể là gì nè, chờ đợi và sẵn sàng gì nè, xếp hàng để mua sản phẩm của mình. Ra cái trà bằng cầu cái là người ta muốn nhấc chân để đến mình rồi. Còn mình cứ 10 năm, 20 năm nay cứ cà phê hoài thì người ta nghe cà phê người ta cũng không muốn ghé. Cả nhà hình dung không? Em hay gọi vui ấy, anh chị, là nghiên cứu và ứng dụng. Và cái bước này cực kỳ quan trọng. Cái này em hay gọi vui là tình báo kinh tế đó anh chị. Một người chủ quán phải tương tự như một nhà tình báo ấy. Để mà chiến tranh thành công đó anh chị, thì theo anh chị là cứ bộ binh và không quân cứ thế chạy tới đánh hay là phải có tình báo ạ? Nhưng mà khi chúng ta ra mở quán anh chị, thì chúng ta cũng chẳng có nghiên cứu thị trường gì cả, cũng không biết bên này mạnh cái gì, bên kia yếu cái gì. Và dẫn đến việc là chúng ta có nhiều chúng ta ra chơi nhiều vậy đó anh chị, thì rất vất vả. Cả nhà đồng ý không? Có khi chúng ta cung cấp một cái mà thị trường đã có hết rồi mà chúng ta vẫn ra làm, giống kiểu đưa củi về rừng và đưa nước về biển anh chị, nó rất vất vả. Và anh chị biết là trong cái hoạt động của chúng ta ngày xưa mà chúng ta muốn chiến thắng đó anh chị, muốn chiến thắng Mỹ, chiến thắng Pháp đó anh chị, thì bản chất là chúng ta phải có một đội ngũ tình báo cực kỳ hiệu quả. Vậy thì anh chị đã biết người ta mặn cái gì chưa, yếu cái gì chưa, đồng ý không ạ? Và tới lúc đó, cái này mà nó ngon rồi anh chị tung ra sản phẩm đó, thì trên này là thị trường người ta wow ngay. Và đa số là tất cả những cái quán nhỏ nhỏ anh chị là chúng ta yếu cái này rất lớn, rất nhiều. Ở Vinpa thì tập trung vào cái đội ngũ này cực kỳ lớn. Anh chị thấy là tuần nào Vinpa cũng có công thức mới rồi, anh chị đồng ý không ạ? Và phải tập trung vào cái này. Trà mảng cầu là gì nè? Anh chị thấy là có những thời điểm là gì nè? Vinpa tới cả 1 triệu lượt người vào đây. Đây em bật cho anh chị xem. Vào cái thời điểm, ví dụ như là em bật vào tháng đi, năm 2023 đi. 2023 này. Thì anh chị thấy vào trong tháng 1 này, ví dụ có một ngày là gì nè? Trong tháng 1 này gần 1 triệu người vào. Ngày 11 tháng 3 này. Tức là trà mảng cầu đó anh chị. Anh chị nhu, cả thị trường nó sẽ sôi lên. Mà chúng ta làm, chúng ta không biết thị trường. Và anh chị biết là em phải chuẩn bị những cái điều này là trước đó 1 năm rồi. Trước đó phải tháng 7, tháng 8 một năm trước là nó đã có cái trà mảng cầu này ở Vinpa rồi. Và thú thực với anh chị, khi mà làm ra công thức cũng không biết khi nào nó lên đâu anh chị. Nhưng mà trong tầm khoảng là 5-60 công thức như vậy có một cái lên được không cả nhà? Còn hơn là không biết làm gì cả. Đúng không anh chị? Và khi thị trường nó lên như vậy thì nó wow ngay. Đúng không? Đấy. Thì ý em muốn nói với anh chị là cái hoạt động này anh chị, đối với các quán nhỏ đó, hồi nãy chị có nói là bây giờ mình phải bắt đầu từ cái gì? Thì mình phải bắt đầu từ cái thị hiếu này này. Như ngày hôm qua đó anh chị, em coi cái buổi phỏng vấn của chú Lâm, cái anh gọi là, thế chú đó nói là cái khó nhất anh chị là ngày hôm nay đó, cái tuổi chú là 70-80 rồi, nên cái tuổi chú là không đến mấy cái tiệm như của chú làm ra nữa. Tức là mình làm ra sản phẩm mà mình cũng không đến nữa. Anh chị hiểu không ạ? Nhưng mà mình làm ra sản phẩm thì chưa chắc thị trường nó là wow. Nhưng mà thuê các bạn trẻ về để làm anh chị, thì 2-3 tháng là các bạn bỏ việc ngay. Tại vì đưa lên công thức thì không có cái nào ra best seller được hết anh chị. Đấy là một người làm chủ luôn anh chị. Bán lại luôn, chỉ giữ lại một cái premium của chú thôi đó. Khi đó mới đi đưa sản phẩm đến sản xuất hoặc là gì nè, phân phối, được không anh chị? Khi đó mới tạo ra sản phẩm. Và sau đó là gì nè, có cái đội ngũ này rồi thì chúng ta mới đến một cửa cái nữa, đó là chúng ta làm đội ngũ nhân sự vào. Làm thế nào tuyển dụng và đào tạo, được không anh chị? Nhưng mà cái cuối cùng đây này là 10 ông trên này, được không ạ? Truyền qua truyền lại, đúng không? Mới ghi được một bàn thắng ở đây. Còn ông này ông thò tay ông chụp được một bàn thì tương đương với 10 ông trên này, tức là 10 đồng doanh thu thì mới tạo ra được 1 đồng lợi nhuận, đồng ý không? Nhưng mà thủ môn mà chụp được 1 đồng đó là 1 đồng lợi nhuận luôn, anh chị tin không ạ? Vì vậy thì anh chị thấy rằng là trên sân nó có 10 cầu thủ và nó có khoảng 5 cái mảng, 6 cái mảng như thế này.
bản chất là 5 mảng, hai cái này gộp lại thành một này. Ông này mà chuyền tốt thì ông này chỉ cần đứng đệm bóng là vào lưới thôi. Nhưng mà đằng sau này này thì người ta còn có một cái đội gọi là huấn luyện viên. Và trên cái huấn luyện viên này thì có một cái nhóm nữa được gọi là hội đồng quản trị. Em hay gọi vui là anh chị sẽ làm cái việc đấy tới bao lâu. Thì mình phải coi những cái mà trên 150 năm nó qua là nhiều đời huấn luyện viên, nhiều đời cầu thủ và nhiều giải đấu. Nhưng mà cái đội đó đặc thù là lúc nào mang cúp về thì đội đó nó có một cái gen, anh chị hiểu không ạ? Nó có cái gen để mang cúp về. Ví dụ 1999 đến bây giờ thì mở quán ra lúc nào cũng cái không khí đó, bối cảnh đó hết, anh chị hiểu không ạ? Vậy nó có cái gen của nó. Và anh chị biết là từ 3 đến 6 tháng đầu, những cái này đó anh chị là nói về những cái niềm tin và khát khao. Có câu lạc bộ mở lên là chỉ đi bán cầu thủ kiếm tiền thôi. Tôi mở lên, tôi đào tạo tiềm năng xong rồi tôi bán cho câu lạc bộ khác, tôi kiếm đống tiền. Có câu lạc bộ là vào để mà nhận cúp. Còn nó mình cầm cái gì lên, mình chỉ biết mỗi cái việc mình làm thôi. Tôi chỉ biết pha như thế này, tôi chỉ biết làm như thế này thôi. Mà chúng ta không biết bối cảnh xung quanh như thế nào. Thì cái tỷ lệ để chúng ta lựa chọn sai lầm, đúng không ạ? Hoặc là nguồn lực không được sử dụng thì rất lớn. Giá trị cốt lõi là gì? Gọi là nó đã sinh ra để chiến thắng rồi. Nó sinh ra là nó có gen là gì nè. Cứ ở đâu có sao là nó mua về hết, gọi là Galactico đó anh chị. Tức là ở đâu có cầu thủ mà đắt giá nhất là tôi bỏ tiền ra tôi mua. Và tôi mua 100 triệu. Đồng ý không ạ? Tôi xài 9 năm, nhận được 5 cái cúp, tôi bán ra 120 triệu. Vậy theo anh chị là lỗ hay lời ạ? Em hay gọi vui là mình đang chạy vận tốc 60 cây số một giờ. Thì theo anh chị, mình muốn chạy nhanh hơn hay chạy chậm hơn ạ? Nhanh hơn là theo anh chị là mình nên thuê một người giỏi hơn mình về hay là mình thuê một người dở hơn mình về ạ? Chạy nhanh hơn mình hay chạy chậm hơn mình về ạ? Nhanh hơn theo anh chị là phải chạy nhanh hơn 60 phải không? Nhưng mà bản chất anh chị ra thuê người thì bao nhiêu cây số một giờ về ạ? Khoảng 3-40 đồng ý không? Thậm chí 20 nữa. Rồi anh chị vừa chạy 60 vừa bế người ta. Đồng ý không? Rồi vừa chạy. Có phải vất vả không anh chị? Đấy. Tức là sao? Và thuê càng nhiều người thì bế càng nhiều người, gồng gánh càng nhiều người, nó có biết gì đâu. Mà nó không biết. Mà năng lượng của nó là dư, anh chị hiểu không? Mình thì đầu tắt mặt tối. Đồng ý không chị? Mà năng lượng của em út nó dư. Nó dư thì nó làm gì anh chị? Nó làm bậy. Nhiệt tình mà cộng với không có phương pháp thì phá hoại thôi anh chị. Có phải không anh chị? Tức là nó đã không làm rồi. Mà mình về là bận bù đầu ù tai rồi. Đồng ý không? Mình làm còn không hết việc nữa. Mà nó nói là để em phụ ăn. Mà nó theo anh chị nó phụ được không? Theo anh chị phụ được không ạ? Không. Nên anh chị. Và cái chết là chết ở đây. Chết là chết ở đây. Mình đã không biết rồi. Mà mình còn kiếm một đứa còn không biết, còn chậm hơn mình nữa. Để đi vào một cuộc đua. Hiểu không ạ? Nên vì sao là em nói anh chị cực kỳ may mắn khi anh chị có mặt ở đây. Tại vì chúng ta khát khao tìm cầu một cái tấm bản đồ. Để sau đó nhìn ạ. Tầm 3 đến 6 tháng thôi. Chúng ta phải làm tất cả các vị trí này và thoát ra ngoài. Chứ chúng ta còn chôn chân ở bất kỳ vị trí nào ở đây. Đồng ý không ạ? Lâu bao nhiêu thì nhanh chết từng đấy. Đúng không ạ? Cần phải đóng gói nó lại và kiếm người gọi là thay mình ở đây. Thay vào đây. Bán hàng thay người, marketing thay người. Ai đi cũng phải thay vào đây. Đồng ý không? Và phải thay hết để mà thoát ra ngoài. Nhưng đôi khi anh chị biết là mình mới ghi được một bàn thôi, mới bán được một sản phẩm thôi. Thế quay về là bị 3-4 bàn vào lưới rồi. Điện đài không ai tắt, đồng ý không? Kho hàng thì không quản lý, chuột các thứ mất hết, đồng ý không anh chị? Rồi nấu ra không quản lý được là nó ôi thiêu hết, tốc độ ôi thiêu của thị trường nữa, đồng ý không anh chị? Và mọi người hay hỏi là gì nè? Anh ơi, em chuẩn bị mở cái này, nhưng mà em hỏi là làm thế nào để có khách hàng và làm thế nào để quản lý cái điểm nó tốt đây? Thì mọi người mà trả lời được hai cái đấy đó anh chị. Tức là làm thế nào để mà ghi bàn và làm thế nào để mà chi phí của mình nó tối ưu nhất. Em hay gọi là gì nè? Nền tảng tích lũy và lợi thế cạnh tranh anh chị có không? Vậy không có thì mình khi nào có rồi hẳn làm. Cả nhà hiểu không ạ? Còn hai cái đó mà cứ không có mà cứ nhảy ra làm. Đúng không ạ? Kinh nghiệm cũng có mà nền tảng tích lũy cũng có, kiến thức cũng không đầy đủ. Và khi chúng ta làm như vậy, giống như kiểu em hay gọi vui là gì nè? Mình đi giữa bóng tối mà mình chẳng có cây đèn pin, chẳng có bản đồ, cứ đi thôi. Gặp đâu làm đấy. Chị hiểu không ạ? Và đây là cái huấn luyện viên này này.
tất cả các cái đội đội bóng này này anh chị, trước mỗi trận đấu người ta phải nghiên cứu cái cầu thủ bên kia ra làm sao, kèm chặt như thế nào, anh chị hình dung không ạ? Ví dụ như là đặc biệt là em hay coi những cái bộ môn đối kháng, ví dụ võ thuật hoặc là bóng đá. Bóng đá là tập thể mà võ thuật anh chị, mình cái cậu đánh rất hay, ở đây toàn chị em không, nhưng mà cậu qua cậu đánh bên cái giải của Asia đó anh chị, tức là châu Á đó anh chị, thì cậu có cái cậu là cậu hay đá cầu vồng như thế này đúng không ạ, đá bằng mây thái mà anh chị, và người ta gục ngã người ta xuống. Nhưng mà một đối thủ của người Nga đó anh chị nghiên cứu cậu này rất giỏi, và chỉ việc là gì nữa, che cái đầu thôi, che cái đầu này, và sau khi mà che đầu xong cậu hở chân là khoang cái trụ cái là cậu té luôn, và người ta nghiên cứu rất kỹ luôn, nghiên cứu rất kỹ luôn. Nhưng mà chỉ mang cô vợ thân yêu của mình đi theo thôi, chứ không mang huấn luyện viên đi theo. Nếu có huấn luyện viên nó sau hiệp 1 là phải đổi phương án liền, không có đá lên đầu nữa mà đá từ gối dưới lên, đồng ý không anh chị? Tức là khi mình có huấn luyện viên anh chị thì đấu pháp nó phải thay đổi, chứ không phải lúc nào chỉ dùng một cái đòn đó. Anh dùng một cái đòn đó lên sân vỏ không bao giờ mà anh thắng được hết, tại vì khi người ta đã biết cái cách để khắc chế rồi thì làm sao thắng được. Nên nó huấn luyện viên cực kỳ quan trọng. Hay là những cái việc mở quán là em gọi là cái chuyện là pháp lý thôi. Anh chị làm nhỏ thì không sao, mà lên làm lớn lớn một tí xíu là người ta gì nữa, người ta đăng ký bảo hộ thương hiệu của anh chị hết là toang chưa. Tức là chết thì không sao, không ai nói hết, nhưng mà thắng thì sống thì cũng không sống ra hồn nữa, tại vì nhãn hiệu người ta đăng ký hết rồi, hiểu không ạ? Mà muốn đăng ký được nhãn hiệu thì cần phải 2 năm mới đăng ký xong, cả nhà hiểu chung không? Nhưng mà chưa đăng ký xong đã đứng dậy. Nên là đặt một cái tên cũng quan trọng, bảo hộ cái tên cũng quan trọng, kiếm một cái tên miền nó cũng quan trọng. Đó là những cái việc mà gì nào, nó giống như kiểu một cái đôi cánh của mình vậy đó, nó giống như chiếc máy bay vậy. Và chúng ta thì thiếu rất nhiều thứ. Để em vẽ cái máy bay. Đúng không? Rồi, ở đây này anh chị, bản chất là bên này á, là chúng ta phải xây cái thương hiệu của chúng ta. Và bên này á, chúng ta hệ thống hóa lại. Đúng không? Thì cái chiếc máy bay này nó mới bay xa được. Và trên này đó anh chị, thì nó sẽ có cái đội ngũ hồi này đó. Chúng ta có những cái niềm tin, chúng ta khát khao gì? Niềm tin gì? Chúng ta khát khao cái điều gì? Thì chúng ta mới hội tụ được con người về đây. Tại vì anh chị mà không có niềm tin và khát khao đó anh chị, thì anh chị không hội tụ được con người về. Và cái này này, nó giống như kiểu là gì nữa, cái rễ cây vậy đó. Trên này là hoa trái. Mấy cái điều này đó anh chị, bà con không thích nghe đâu. Nhưng mà nếu anh chị mà không nghe cái này đó anh chị, bán hàng và marketing là thấy là bán được, nhưng mà bản chất dưới này này có nhân sự, có con người hay không? Và dưới này có tạo thành một cái sức mạnh hay không? Có tin báo tốt hay không? Có sản phẩm, có R&D, có con người hay không? Có tài chính, có giỏi hay không? Có niềm tin khát khao, giá trị cốt lõi ở dưới này này, nó là rễ cây mà chúng ta không thấy được. Chúng ta không thấy được. Theo anh chị là anh chị có cần kinh doanh là một cuộc đua chạy tiếp sức hay là một mình tôi? Tiếp sức. Thế thì khi mà tiếp sức như vậy thì anh chị có cần làm việc với con người không? Vậy thì anh chị sẽ nói gì với anh em khi mà người ta hội tụ về với anh chị? Chúng ta đại diện cho điều gì? Hay là chỉ đơn giản là em đến đây chị em làm, chị trả tiền lương cho em? Chúng ta không có con người là bởi vì chúng ta không có lý tưởng lớn. Chúng ta không có con người là bởi vì gì nữa? Cái ước mơ của chúng ta nó nhỏ quá. Và tâm chúng ta ở gia đình thì chúng ta chỉ dùng được người của gia đình thôi. Và ngày xưa Bác Hồ đi, Bác Hồ mà hiệu triệu toàn dân đi kháng chiến, thì theo anh chị là Bác Hồ có nói là về đây bác trả lương cao cho không? Vậy Bác Hồ nói gì? Chúng ta càng nhân nhượng, đúng không ạ? Thì thực dân Pháp càng gì ạ? Càng lớn tới, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ sao? Bây giờ là gì nữa? Vợ thì phải xa chồng, con thì mất cha, mẹ thì mất con, đồng ý không? Đất nước thì ly tán, đồng ý không? Vậy thì chúng ta có chịu cái cảnh này được lâu nữa không? Vậy thì bác nói hộ lòng dân, để tất cả mọi người là nhìn ai có sức góp sức, ai có của góp của, đồng ý không anh chị? Vậy thì khi anh chị làm một cái điều gì đấy,
Tất nhiên là chúng ta ra đi kiếm tiền đó, nhưng mà ngoài cái việc kiếm tiền ra, chúng ta có cái điều gì để mà hội tụ năng lượng của mọi người vào đây không? Hay chỉ đơn giản là cơm áo gạo tiền công việc của chúng ta thôi? Nên nó cái tư tưởng nhỏ thì nó hút được rất ít người đến với mình. Và tư tưởng chúng ta là chỉ gia đình thôi phải không? Thì chồng của chúng ta sẽ phụ việc cho ta. Con chúng ta sẽ chạy tới chạy lui tối ngày cho ta. Chúng ta đồng ý không? Và cái đó là gì nữa? Nên mỗi lần mình ra mình đòi mở quán là chồng với con mình nó sợ. Có phải không? Tại vì cái người đầu tiên mà hỏi có ngon không là ông chồng và đứa con. Rồi sau đó là đi phục vụ cũng là ông chồng đứa con luôn. Tại vì mình đâu có đặt tâm lý ở ra bên ngoài đâu. Còn khi mình đặt tâm lý mình ra bên ngoài anh chị, thì mình mới huy động được nguồn lực, mới có người chơi chứ, đồng ý không anh chị? Và khi đó khi có người chơi rồi và mình hướng dẫn, chưa chắc người ta làm được. Hướng dẫn chưa chắc là làm được đâu anh chị. Tại vì người ta cũng đâu biết gì đâu mà làm. Nhưng mà người ta không làm được thì mình có đủ cái kiên trì để mà hướng dẫn người ta lâu dài tới lúc người ta làm được không? Đồng ý không bà con? Đấy là em nói việc dễ đấy anh chị. Có những việc còn khó hơn anh chị. Ai đi đâu các thứ này, rồi nhân sự, rồi sản xuất, rồi phân phối, rồi rất nhiều thứ anh chị. Nên á, không phải là gì là chúng ta làm gì, mà quan trọng là chúng ta là ai anh chị không ạ? Chúng ta đại diện cho cái điều gì để chúng ta hút cái điều này. Nên đó là lý do vì sao mà mình mở ra và cuối cùng là gì nè? Nguyên cả một nguồn lực lớn mà chẳng biết đi đâu cả. Bởi vì mình có trả lời những cái câu hỏi lớn này đâu. Vậy thì ở Vin 3 là em trả lời những cái câu này như thế nào anh chị? Em nói là gì nè? Chúng ta hướng đến sự thuận tiện và tin cậy. Theo anh chị là 1.000 năm nữa người ta có còn cần sự thuận tiện và tin cậy không? Và em hay nói với trong đội ngũ của mình là nếu như chúng ta giúp cho người khác, cuộc sống của người khác thuận tiện và tin cậy, thì cuộc sống của mình có được thuận tiện hơn không? Vậy thì chúng ta đang đại diện cho cái điều đấy. Vậy thì mỗi vị trí từ cái chú bảo vệ cho đến cái cô lao công trong tổ chức phải liệt kê ra được những cái việc gì mà mình giúp cho khách hàng thuận tiện và tin cậy được không anh chị? Ở trong cái vị trí của mình á, bây giờ mình dắt xe như thế nào cho thuận tiện đây? Theo anh chị là mình nên dạy cho người ta hay là mình hỏi người ta? Hả? Mình muốn định hướng người ta hay là mình vào chỉ cho người ta luôn và hôm sau người ta quên là mình chỉ tiếp? Nó như thế nào? Và anh chị biết là vì sao các cái hàng lớn người ta làm không? Người ta làm... Tức là em mới nói hai cái việc, hai cái người nhỏ nhất trong tổ chức là cái chú bảo vệ với cái cô lao công thôi anh chị, đúng không ạ? Còn các vị trí khác thì sao anh chị? Nó còn có nhiều việc hơn để phải làm nữa anh chị, không? Nó phải gắn cái anten lên để nó làm được cái việc đấy. Hiểu không ạ? Và khi đó cả tổ chức nó có một cái nơi để nó hội tụ năng lượng về. Được không ạ? Và chính cái nơi đó anh chị thì công việc nó mới được chẻ ra. Ví dụ mình làm cái vị trí đó thì mình làm gì? Nên đó, mình không phải là người hướng dẫn tất cả, nhưng mình phải là người định hướng, dẫn dắt, đồng ý không? Và nếu như người ta làm được thì bế người ta qua đây này, người ta đang làm cái này, qua đây mà coi này, đồng ý không? Mình còn biết ở đâu có để mà dẫn người ta đến nữa. Ví dụ qua đi, qua coi người ta làm bảo vệ ra làm sao, qua thì coi người ta làm bảo vệ ra làm sao, mà coi xong rồi cũng không hiểu nữa. Tức là gì? Bây giờ muốn làm thuận tiện như thế nào cũng chẳng biết làm, đồng ý không? Qua bên coi chẳng về làm, chẳng làm được. Mà người ta làm chuyên nghiệp bên rồi anh chị. Thế theo anh chị là nên nhận hay không nên nhận ạ? Nên nhận hay không nên nhận ạ? Vậy thì bây giờ không biết thuận tiện như tin cậy như thế nào. Chưa đâu anh chị. Mình phải liệt kê cho người ta 5 đầu việc người ta phải làm. Thì theo anh chị là khi đó người ta có chịu học không ạ? Còn lúc đó mà còn không chịu học nữa thì theo anh chị nên làm gì ạ? Trả người ta về với thiên nhiên thôi chứ. Chứ làm sao mà giữ được nữa. Nhưng mà mình cũng không định hướng, cũng chẳng dẫn dắt và cũng không đào tạo thì lấy đâu có người. Nên bản chất của một người chủ đó anh chị là mình vừa phải định hướng, vừa phải dẫn dắt mà còn cả đào tạo nữa. Mà mình không chuẩn bị cái tâm thế đó, mình chỉ nói là gì nè, tôi đi tìm một cái tôi làm cái việc này chán quá, bây giờ tôi kiếm một cái việc khác phải làm. Xin thưa anh chị, việc nào anh chị, ngày xưa đó anh chị mình làm trong một bộ phận này, ví dụ mình làm trong marketing đi. Thì mình chỉ biết cái việc là viết content đồ các thứ thôi, đồng ý không? Mình chẳng biết bán hàng, chẳng biết tồn kho, chẳng biết là công nợ, chẳng biết là gì nữa. Bán hàng ra làm sao rồi in đơn, in tem, in bill như thế nào. Mình mới có phục vụ một cái phòng này thôi. Mà mình còn làm chưa được nữa. Còn mình nhảy ra mình làm chủ là mình làm hết từ trên xuống dưới, trên này rót tiền xuống này. Bên này là quản lý này, đo lường này. Còn ông này vào thực thi này, đồng ý không? Thì theo anh chị là nó nhiều việc hơn hay nó ít việc hơn ạ?
anh chị, nhiều hay ít hơn ạ? Nên không có cái việc là gì nè, em hay gọi là gì nè, ngồi ở vị trí nào mà mình mang được giá trị sử dụng lớn thì mình đang thành công. Còn mình ngồi ở vị trí lớn mà mình không làm hết những việc mà mình có trách nhiệm phải làm thì mình đang thất bại từng ngày. Cả nhà này, anh chị hiểu không ạ? Việc này thì phải viết được niềm tin khát khao giá trị cốt lõi, mình không viết. Đồng ý không? Để hội tụ con người về. Nên anh chị, Bác Hồ đâu có nói là Đại tướng Võ Nguyên Giáp về đây bác trả lương cao cho. Đồng ý không? Trả gì nổi? Trả làm sao mà mạng sống mà trả nổi? Nhưng mình phải hiểu triệu cái này. Chứ nói là em về đây chỉ trả lương cao cho. Anh chị tin là anh chị nói như vậy có người còn trả lương cao hơn anh chị không? Nên vậy thì câu hỏi đặt ra là chúng ta làm gì để mà hút được người đây? Và chúng ta làm gì để hút được khách hàng đây? Đó là hai câu hỏi mà cực kỳ khó. Không lớn lên được là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không suy nghĩ tới cái ngưỡng đó để chúng ta trả lời. Và mãi mãi chúng ta cứ đi tìm là à, thấy bên này bán cái món này ngon, làm cái không gian này tốt. Và tới một cái nhãn hiệu thành công, chúng ta chỉ thấy được cái mà chúng ta muốn thấy, chứ chúng ta không thấy cả bức tranh. Ví dụ anh chị tới quán hai, anh chị uống xong một thức uống, anh chị chỉ thấy thức uống ngon thôi. Và cứ nghĩ về làm ngon như vậy là bán được. Nhưng mà anh chị có tin rằng là người ta làm marketing rất tốt không? Anh chị có tin là người ta R&D sản phẩm liên tục để nó tìm ra trong 10 sản phẩm nó chỉ được một sản phẩm để hot không? Và người ta gì nè, trong quá trình vận hành người ta tối ưu chi phí rất lớn không? Và trong quá trình mà gì nè, nhân sự đồ các thứ, đội nón đồ các thứ để mà nhân viên người ta có lộ trình thăng tiến đồ các thứ hiệu quả để người ta đi lên không? Bao nhiêu công sức mồ hôi, nhưng mà do lăng kính của chúng ta nó bị mù màu đi. Nó chỉ thấy đúng một màu thôi. Dẫn đến việc chúng ta chỉ thấy mỗi cái món ngon thôi. Rồi sau đó là gì nè, uống càng nhiều lần thì vẫn càng thấy ngon. Đồng ý không? Tức là chúng ta chỉ là người tiêu thụ ngon thôi, mua được trải nghiệm thôi, chứ chúng ta không tạo ra được cái gọi là thế giới nó chia làm hai người. Một là gì nè, consumer, tức là những người tiêu thụ, và những người creator, những người tạo ra, tức là behind the screen, tức là đằng sau đấy. Thì người ta phải thức bao nhiêu đêm, đồng ý không? Đăng ký bảo hộ như thế nào, làm thế nào để có tiền trả nhân sự với cái mặt bằng lớn như vậy và phải trả tiền như vậy. Nên đó, không phải là gì nè, không phải là những gì, nên chúng ta phải thấy một cái tấm bản đồ. Đồng ý không? Quản lý như nào? Quản lý bản chất là gì nè? Đo lường và giám sát người ta và điều chỉnh. Nếu người ta làm được điều chỉnh đi, mà mình cũng không có khả năng điều chỉnh. Vậy nó có 6 cái hệ để chúng ta phải mở một cái quán. Nên ngày hôm nay chúng ta phải nói sâu vào cái điều này. Và đôi khi chúng ta bị gì nè, bị một cái dẫn dắt rằng là mình đang lu bu với cái việc này quá, mình muốn ra mở một cái quán. Thì xin thưa là anh chị ra là anh chị mở làm rất nhiều việc đấy. Từ bán hàng cho đến marketing, cho đến nghiên cứu một sản phẩm, cho đến là sản xuất nó, pha chế nó, rồi cho đến là gì nè, tuyển con người vào. Ít nhất là, và trong 3 đến 6 tháng phải lấp đầy vị trí này. Đồng ý không? Và sau đó là quản lý tiền bạc, thu chi ra làm sao? Tại vì tiết kiệm được một đồng tương đương với một đồng lợi nhuận. 10 ông này hì hục mới ghi được một bàn thắng thôi. Còn ông này mà thò tay ra đỡ gôn một cái thôi là cứu nguy mình rồi. Mà cái ông này có chắc không? Em hay gọi vui là cái bể của chúng ta như thế này nên thì chúng ta đổ nước vào đây 10 đồng. Đồng ý không? Thì nó chỉ còn ở đây một đồng thôi. Tại vì nó ao ở ra đây hết 9 đồng rồi. Bởi vì sao? Bởi vì trả nhà phân phối, trả nhà cung cấp, trả nhân sự. Đồng ý không? Đấy. Nhưng mà cái ông này này, ông đỡ một đồng là ông có một đồng ở đây luôn. Tức là một đồng của ông tài chính này nó tương đương với 10 đồng doanh thu, thì nó mới tạo ra một đồng lợi nhuận của ông sale. Tức là để có một đồng mà ông tiêu xài tiền điện ở đây 1 triệu anh chị, thì cái ông sale ngoài này này, ông phải nói hết nước bọt mới bán được 10 triệu tiền hàng ấy anh chị. Nhưng mà ở nhà tiêu 1 triệu có dễ không? Dễ quá. Có phải không? Ở đây toàn chị em không? Phải không? Ở nhà tiêu 1 triệu dễ. Nhưng mà ông chồng là phải ra ngoài kiếm 10 triệu doanh thu. Và khi đó chúng ta hiểu xong rồi thì để làm gì cả nhà? Để chúng ta nghiêm túc hơn với cái việc chúng ta cần phải làm. Còn không thì chúng ta bị ma mị. Chúng ta bị ma mị, món ngon quá chúng ta mở, đồng ý không? Người chúng ta không đào tạo, đồng ý không? Ngày xưa mở to, có đào tạo người không? Không phải không? Có hội tụ anh em bằng lý do khát khao động lực gì để anh em mỗi vị trí đều biết việc mình làm không? Là mình cũng ao luôn.
đấy, là hai bên cùng ao phải không? Đấy, và anh chị biết là lỗi trong tư duy của chúng ta là phải trả giá rất nhiều tiền bạc. Ngày hôm nay chị Thủy nghe sẽ rất thấm, nhưng mà những anh chị chưa làm đó anh chị không thấm đâu, tại vì gì nữa? Cái người mà bậc trí đó anh chị, đúng không? Người ta sợ nhân, còn người mà chưa có trí tuệ anh chị, người ta chỉ thấy quả người ta mới sợ thôi. Và anh chị may mắn khi mà anh chị chưa mở mà anh chị đã đi hỏi và đã thấy cái bức tranh này rồi, đúng không ạ? Còn tới lúc mà gì nữa, tất nhiên là mình vẫn còn, đồng ý không? Nhưng mà mới mất một ít thôi, nhưng mà cũng đã thức tỉnh rồi, đồng ý không? Và em tin trên thị trường sẽ không ai nói cái bài toán này chị, không ai vẽ ra trên này. Và mình làm đến một lúc mà mình không còn ngồi ở đây nữa, mình cũng không còn ngồi ở đây nữa, mà ở dưới này nó vẫn chạy. Anh chị muốn như vậy không ạ? Thì anh chị phải làm tốt cái việc của mình ở trên này, không phải làm nhiều việc đâu, mà mình làm đúng cái việc của mình cần phải làm. Mình sinh ra mình là người rót tiền thì mình phải làm được mấy cái việc này. Tại sao khách, tại sao mình phải tồn tại, tại sao mình được xã hội ghi nhận trong cuộc đời này? Mình không trả lời được cái điều đấy phải không? Thì mình chỉ đang ở tầng này và đang ở tầng này thôi. Mà mình ở hai tầng này mà mình ra mình làm việc, mình mở một cái quán là mình cực kỳ toang luôn.